thử thách không chi phí thay công cho các bạn. Xin chào các bạn. So, đằng sau lưng thấy không là cái nhà hàng tên là Peter Luger. Đây là một cái nhà hàng mình nghe nói là rất là nổi tiếng về steak ở New York. So, hôm nay chúng ta làm một cái phim về steaks và bên Mỹ người ta ăn steak kiểu gì. Okay. Các bạn nhớ đón xem. Okay, và thay công nhận trước nha. Ai thích chương trình thay công nhớ bấm like và subscribe và sẽ coi nhiều chương trình đặc biệt. So, bây giờ mình đi ăn steak ở Peter Luger. Okay, hôm nay em đã bụng. Oh, they are. Sau đó vừa vô là thấy một cái rổ bánh mì với lại là một sốt. Bên Mỹ có cái phong tục là mình vô nhà hàng người ta cho mình một cái đi tap water. Mà thấy còn không uống cái tap water đó. Ở Việt Nam thấy còn có uống cái aqua panna là của Ý. Dạ. Không biết người nào không quen, không biết nó thấy sự khác biệt không, nhưng mà là rất là khác biệt. So, về cái steak ở đây thì nó không có nhiều cái, không có chọn menu, không có chọn thịt chọn gì hết trơn. Bây giờ là một cái phần cho hai người hay ba người hay bốn người, hoặc là rib steak, nói chung là rất là đơn giản. Nhưng Huy nghĩ chắc ở đây là một cái chuyên môn. Nhà hàng này có 1887, rất là lâu. Thực sự cái món steak là một cái món người ta nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà kỳ khó. Muốn ăn một cái ăn món steak á, thì tìm rất là ngon, thật ngon lắm, không phải là dễ tìm. Đầu tiên á, là cái thịt bò, cái quality, cái vật liệu, cái chất lượng của cái thịt bò là quan trọng nhất. Thì cái nhà này là cái nhà Peter Luger, người ta tự try it, cái thịt bò luôn. Người ta gọi là try it, người ta để cho nó lên men. Hay là thí dụ ở bên Đức á, là người ta cho maximum cho lên men khoảng 3 tuần, là 21 ngày là maximum. Ở bên Mỹ người ta cho phép làm try it lâu hơn nữa. Vì nếu mà nó càng lâu thì cái thịt nó càng teo lại. Vì mình có thể mình vô mình thấy cái tủ người ta luôn, cái thịt nó teo là mà thành đen thui lui luôn vậy đó. Nhưng mà nó càng lâu thì cái mùi của cái thịt nó càng đậm đà hơn. Nó gọi là dùng thái công nói là mà người Việt Nam không quen nó ăn nó thôi, cái việc kiểu mà hơi thủng thủng đúng không, nhưng mà thủng thủng vậy luôn. So, thái công với Huy rất là thích ăn thai ashes. Medium. Thịt bò steak là bắt buộc phải ăn medium. Thịt bò mà người nào hay là medium rare nó còn còn ngon nữa. Chứ thịt bò người nào mà không biết thịt bò mà ăn mà là chín luôn, mà nó thành chín luôn, thật sự là rất là ổn trong thịt bò luôn. Spinach. Cái phục vụ ở đây nó như là rất là nhiều mình là bên Pháp thì cũng hay gọi là không có chút bục ra, chứ ở Việt Nam chắc là bị có thể ăn mắm thẳng kén mới kiểu vậy. Ừ. Nhưng mà thường thường mấy cái nhà hàng này em để ý là chỉ có người Nam thôi, chứ không có người Thái thích ấy là kiểu phục vụ Nam. So, cái món này gọi là porterhouse. Porterhouse là một bên là filet và một bên là ribeye, và nó có cái xương chính giữa gọi là porterhouse. Phục vụ trên một cái dĩa rất là nóng. Bình thường ở đây là có bơ nó chảy xuống đó, chảy xuống ở đây và nó nóng. Đúng là ngọt quá. Cái ông già ông đưa cái cầu trỏ vô cái mặt thấy không? Đúng rồi. Vậy là dịch vụ kiểu American style hay sao vậy ta? Đúng. Chứ cái cầu trỏ vô cái mặt mình luôn. Spinach, everybody like spinach, all of you? It's fine. Yeah, I'm not. So, I do the first service.
Không ăn mà cũng không được lựa chọn. Ăn rồi trả tiền. Take it or leave it. So ở đây có cái sốt Peter Luger. Sốt này là hơn 100 năm đó. Cũng của Peter Luger. Mà thì thấy không, nó phải là người ăn sốt, thấy không, thích ăn thịt nó muối tiêu để mình giữ cái mùi của cái thịt đó. Khi mình bỏ nước sốt lên thì cái mùi nó mất đi. Mà kệ, mình cứ thử một lần đó là sao. Bị nhiều quá. Cái bạc, cái thịt nó chính giữa đây là gọi là medium rare luôn rồi, nó có chính giữa nó rare, nó còn sống. Còn cái khu ở trên đây nó okay, mình thử dạ. Là nổi tiếng đó nha, nổi tiếng. Chào kỳ trước mình ăn ở cái tên là Royal Steakhouse ở cái đường hình như là 43. Mấy cái chỗ đó nó sai hơn. Đó là cái dịch vụ nó hơi chiêu cảm hơn. Nhiều khi cái chỗ nào thấy nó giống như là nhiều khi nó nổi tiếng quá đó, nó làm thành cái dạng chẩm đúng không? Và với nó thành tourist được. Tôi là thấy cái gì cảm giác như là cái chỗ mà giống như địa điểm mà để check in hay là phải tôi phải đến Peter Luger New York đó. Để nó mất cái charm cái chỗ đó. Cái nhưng mà mình đi ăn mình cũng không có trải nghiệm. Nhưng mà nhiều khi mình đâu có thời gian mà lúc nào cũng phải trải nghiệm hết đâu. Về đến xoái. Nó có một cách trong năm nay nhiều. Không phải mùi sốt. Cảm thấy nó không cái mùi mà thay ít chút như anh tưởng tượng. Nó chưa có đủ đậm đà không biết nó là bao nhiêu ngày. Nên là mình thích nó rất là dry ít chút. Em có nghe không? Không có đậm đà lắm. Em không biết là nó nổi tiếng cỡ nào, nhưng mà nếu mà so sánh với những cái chỗ mà vị bên Thái Công mà đã từng đi rồi thì chưa bằng. Đây cái tình trạng mà khác khô mà lúc em đây nó tốt nhất. Cái này là cái nước mà bơ rất ngon. Cái hot house là nó cái khúc xương này nó chia ra như vậy, thì một bên đây là miếng phi lê và cái bên đây là cái miếng rib eye, thì nó có là nó có hai loại thịt khác nhau trong trên một miếng thịt. Em nhớ cái nhà hàng ở bên Hamburg không? Theo ở Hamburg, cái hàng nó cũng là bán về steak luôn, nhưng mà ngon hơn nhiều. Có thể mà em ăn ở đây rồi thì không ăn được. Phê bình một cái gì á, mình phải thử rất là nhiều thứ mình mới phê bình. Nhiều nhưng mà chưa biết cái thịt bò nó ra sao, ngon sao thì mình lấy gì mình phê bình. Thay công với Huy là rất là chuyên môn steak mà kiểu mà try edges, thì lúc đó mình mới phê bình được, mình mới thấy sự khác biệt. Bởi vì cái phê bình mình cũng phải cần trải nghiệm kinh nghiệm mới phê bình cái gì. Mình ăn xương này, em có biết bên nào là filet, bên nào là rib eye? Một phi lê là một bên nó không có mỡ, rất là mềm, mới gọi là phi lê. Cái thịt mà chỗ mà phi lê ngon nhất ấy, cái chỗ đó người ta là Chateaubriand, thật sự cái chỗ ngon nhất là phi lê. Để cái cục xương này á, nó sẽ béo, nó mùi hơn. Nên ăn một cái miếng thịt mà nó đem không thì không có đậm đà mà không có phi lê. Nếu mà try it mà nếu mà có xương á thì nó rất là ngon. Không biết tại sao cái thịt này thấy nó không có cái mùi thay it nhiều. Không biết cái này nó ăn bao nhiêu lâu rồi. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Hãy cùng những bạn đi ăn steak. Chắc chắn mình sẽ thử một vài cái steak thôi. Mọi người sẽ biết được là nó rất là nhiều những cái steak khác ở nhiều lắm. Ai thèm ăn steak?
coi tiếp tục nha. Bấm nút subscribe hoặc là like. Ok, thank you for watching. Bye bye.